Xin chào cô bác chị Vàng. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác chị Vàng sức khỏe dạo này. Đây là mua được mớ bò, đây, bò thịt đùi sắc sứ ngang, đây được con mực, mực này bự, mực nang và ít tép. Trứng vịt mình chiên sẵn luôn cho nó tiện. Đây là tiêu, hành tím, tỏi, rượu trắng, nước tương đặc biệt. Nước tương này nó chỉ là nó có mùi thơm và nó tạo màu cho nó đẹp thôi. Đây, nước tương bình thường mình hắc xì dầu, tương ớt và dầu điều. Đây được chuẩn bị được ba bịch bún gạo này, bún gạo này hồi chút xíu mình ngâm nước. Đây mình ở mình luộc mực với cái tép gừng, rượu trắng. Cái này mình là mình khử mùi mực với tép rồi cho nó ngon, nó thơm, rồi cho nó sôi lên mình mới cho mực vô. Chút xíu bột ngọt, xíu tiêu, hạt nêm, chút nước tương. Đây mình cho cái mực vô trước. Cái mực này mình luộc tầm 1 phút thôi. Cái mực này mình luộc lâu quá thì nó sẽ dai, như thứ hai là mắc ngọt. Rồi cái này mình khử mùi luôn. Đây mình làm cái sốt dùng màu điều, tương ớt, xì dầu đặc biệt, xì dầu này tạo màu, nước tương. Tiêu, hạt nêm, ngọt, đường. Rồi mình cho tắt cháy vô. Cái sốt này mình có thể mình xào thịt bò cũng ngon. Cái sốt này rất là đậm đà luôn. Mình luộc có gừng với rượu, mình bật cái trắng tinh tầm phút rồi mình lấy ra. Còn tép mình chơi luôn. Tép này mình bỏ vô mình luộc tầm khoảng 3 phút đến 4 phút. Tại tép này nó bự. Tím với tỏi vàng thơm, mình cho cái sốt lên. Cái nước xào này có chút xíu nước mình trộn cho nó rút vô cái miếng này luôn. Qua lâu nhiều.
mấy anh em là xin kính chào các bác chị bạn. Xin chào. Đây hôm nay ba anh em đi nhau ăn thử cái bún gạo xào Phúc Kiến bữa ha. Phúc Kiến là của Tứ Xuyên vậy đó hả? Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Tứ Xuyên. Rồi bữa nay đi Trung Quốc chơi. Quá ha. Hai ký hai giác. Đây em nào thích thì lấy hai giác. Cái này hai cái hai đúng. Đó, thích gì nào lấy gì đó. Thích mực tôm hai cái hai đúng. Anh Huy này ha. Rồi vậy ha. Ok vậy luôn, để vậy luôn nha. Chị cho mình hai giác chút xíu. Không sao đâu ha. Có tí xíu à, cũng không thôi. À, bây giờ thế này. Anh em đua nha. 1 2 3 đập đen là đua nha. Đi đi. Đi bỏ bọc gì? Nó nói hàng nó nói là lấy bỏ cái đầu mực qua đây. À, vậy hả? Là nó hết giác á. À, không coi nè. Đây mực của em bỏ chứ. Đây em thích thì anh chịu. Gâu giác có nhiều lắm. Hết rồi đó. Gâu mực của em hết không? Rau mực hả? Còn tập trung lên thèm quá chứ nữa. Bây giờ mày nè đùa 15 phút. Sao? Quất quất là căng nha. Phải xì khói mới hết nha. Căng cẳng thì cũng quất. À, sao cũng đại diện ba anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng bún gạo xào với ba anh em của mình. Xin mời. 15 phút hết trước có 1 triệu. Hết sau có năm sĩ ha. Tập trung xíu nha, tặng là diện hai cái máy cô le. 1 2 Bang. Mười lăm phút cắt căng nha, gỡ mới không kịp đó. Em cứ ngồi sau dễ ăn là em ngồi không, ngồi mà sàn hết giờ đó. Đợi cho luôn. Hôm nay là môi vườn cá nước đó là hết rồi, thôi nha. Hôm nay cái này không có người hỗ trợ á. Uống hết nước nghỉ. Anh em mình chuẩn bị cá nước còn nào mấy bánh bún luôn. Ủa em đem nước ra chị em? Mới vừa nói là không ai hỗ trợ em đem ra. Đây. Thi Hằng không uống nước đâu. Uống nước mất thời gian. Em để đây nha. Ở đây.
Đây em sẵn tay góp luôn.
Cái món này làm như là cái món sở trường của Thế Hằng. Chà, Thế Hằng hơi nhịn hơn chút à. Đi đánh được gốc rồi, bưng cái lúa luôn, lúa luôn luôn, bưng cái lúa luôn thiếu ơi, bưng lúa luôn thèn ơi, quá dữ rồi, chắc là khúc gây cắn chứ nè. Lấy bộ giác lại cho sạch luôn, để còn sót anh em bắt lõi á. Thế là cũng còn dính một hai cọng thì mình cũng chấp nhận được. À. Lẹ lên xíu ơi. Không kịp em ơi, cố lên. Không kịp ơi, quá sức gây cắn rồi. Quá lẹ ơi. Bèn. chưa, còn trong miệng, còn trong miệng. Hơn thua là một miệng. Phía Hằng cũng còn một miệng. Hút gió chạy coi. Phía Hằng có một miệng. Phía Hằng hôm nay chạy cũng xì khói. Anh Huy là cái nước rút quá lẹ luôn. Còn nhóc luôn rồi. Lại còn nhiều hơn Phía Hằng là cái nước rút quá lẹ luôn. Rồi về nhị cho mệt hả Phía Hằng ơi. Còn Tông thì về quen rồi. Gửi chế em, gửi dĩa đi em trai. Không ăn nữa em. Đằng nào cũng đã thua rồi. Mấy anh em ăn vừa được 14 phút. 14 phút hoàn thành. Chút xíu là mấy anh em không kịp rồi. Nhìn lẹ thiệt. Quá hay luôn. Tục để tặng em 200 đồng. Cảm ơn Quỳnh. Hôm nay Tùng cũng cố gắng dữ lắm. Cố gắng mình chạy mình tới xì khô đen. Mình tới nín thở luôn. Không kịp rồi anh Quỳnh như thế ăn. Tại sao anh Huy cho em cái cảm nhận anh ăn cái món bún gạo xào kiểu này anh Huy? Ngon, lần đầu tiên mới đi Trung Quốc. Dạ. Ngon. Cái gì phúc kiến hả? Mới mốt mà mốt đi thường hả? Tứ xuyên hả? Ừ. Mới mốt tứ xuyên mà mốt mình phúc kiến. Dạ. Mới mốt đi thường chú em. Mình đi hết Trung Quốc tưởng chuyển qua đi Đài Loan công rồi ha. Con qua Hồng Kông đâu. À, mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị Vàng đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. À, mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị Vàng sức khỏe và năng chào lại, bye bye.